Chào mừng các mẹ đã quay trở lại với channel của Nana How. Các mẹ thân mến, cái tên Pedia Kids có lẽ không còn quá xa lạ với mẹ có con nhỏ rồi đúng không ạ? Đây là một thương hiệu của Pháp rất nổi tiếng với các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho các bé với nhiều công dụng khác nhau. Vậy đâu là sản phẩm phù hợp nhất với vấn đề sức khỏe mà con đang gặp phải? Hãy cùng Nana How tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Pedia Kids là một thương hiệu rất nổi tiếng tại Pháp. Các dòng sản phẩm cho bé của nhãn hàng này rất đa dạng và đều được chiết xuất từ các loại cây cỏ tự nhiên, tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, tuyệt đối không chứa các chất gây hại cho sức khỏe của con. Hầu hết các sản phẩm của Pedia Kids đều được sản xuất dưới dạng siro, bổ sung các loại khoáng chất và vitamin cần thiết với nhiều công dụng khác nhau như giúp trẻ ăn ngon, tăng cường hệ miễn dịch, giảm đau họng, dành cho bé từ giai đoạn ăn dặm trở lên, sử dụng theo liệu trình và có thể lặp lại nhiều lần trong năm. Pedia Kids luôn hy vọng có thể cùng con phát triển toàn diện trong những năm tháng đầu đời, một giai đoạn tối quan trọng trong cả quá trình phát triển của bé. Ở phần 2 của video, như thường lệ, mình sẽ giới thiệu với các mẹ về những sản phẩm hỗ trợ của nhãn hàng Pedia Kids đang có mặt tại hệ thống siêu thị Nana How để các mẹ có một sự lựa chọn phù hợp với thể trạng của bé nhà mình nhé. Ở đây mình đang có sản phẩm bổ sung vitamin D3 của Pedia Kids. Đây là loại khoáng chất quan trọng không chỉ giúp cơ thể hấp thụ canxi và phốt pho tốt hơn, duy trì hệ xương và răng khỏe mạnh mà còn giúp nâng cao hệ miễn dịch. Sản phẩm đặc biệt thích hợp cho bé sinh thiếu tháng, hỗ trợ phòng bệnh còi xương cho trẻ sơ sinh khi mỗi giọt của nó cung cấp tới 500 IU vitamin D3. Chai thủy tinh nhỏ gọn với dung tích 20ml có thể sử dụng thoải mái trong vòng 1 năm. Vitamin D3 luôn nằm trong top các sản phẩm bán chạy của hãng vì chất lượng tốt với mức giá phải chăng. Sản phẩm hoàn toàn không màu, không mùi, không vị, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của các bé. Mỗi ngày các mẹ chỉ cần cho con dùng từ 1 đến 2 giọt là đã đủ cung cấp hàm lượng vitamin D3 cần thiết rồi. Các mẹ lưu ý bảo quản tránh ánh nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ cao nhé. Bên cạnh vitamin D3 giúp phát triển xương và tăng cường hệ miễn dịch, DHA omega 3 cũng là một dưỡng chất các mẹ cần bổ sung cho con trong giai đoạn phát triển để có một đôi mắt sáng khỏe và trí thông minh tối ưu. Tuy nhiên, việc bổ sung DHA cho trẻ thông qua thực phẩm ăn hàng ngày không phải là một điều đơn giản. Sẽ rất khó để cân đối được hàm lượng DHA cần thiết cho bé, đặc biệt là khi bé biếng ăn, chán ăn hay không thích ăn cá, hải sản. Đây cũng chính là lý do mà Pedia Kids cho ra đời siro bổ sung omega 3 dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Trong 10ml sản phẩm sẽ bổ sung 100mg DHA và 14,6mg EPA cùng các loại vitamin cần thiết như A, C, D, E và các khoáng chất như magie và phốt pho giúp duy trì hoạt động nhận thức như nhớ lâu, tập trung, đồng thời tăng cường hấp thu, chuyển hóa năng lượng cho các hoạt động hàng ngày của trẻ. Từ đó các con sẽ ham học hỏi và khỏe mạnh hơn. Loại đường sử dụng trong sản phẩm là đường thực vật tự nhiên chứa nhiều dinh dưỡng. Có thể nói thì đây là một sản phẩm hỗ trợ bồi bổ cơ thể rất tốt cho các bé. Hương vị chanh cola thơm ngon chắc chắn sẽ khiến các bé rất thích thú. Có một vấn đề khiến hầu hết các gia đình có con nhỏ đều lo lắng, đó chính là biếng ăn. Căn bệnh này không chỉ khiến trẻ chậm lớn, suy dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn dịch, khiến cho con dễ bị ốm hơn. Thấu hiểu nỗi lo đó, Pedia Kids đã cho ra đời siro ăn ngon dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Đây là một trong những sản phẩm kích thích trẻ ăn ngon đang rất được các bà mẹ tại Pháp và châu Âu tin dùng. Siro ăn ngon Pedia Kids được kết hợp từ các thành phần tự nhiên, thường có mặt trong các sản phẩm của hãng như siro cây thùa, sợi keo, cùng với đó là các loại thực vật có lợi cho đường ruột của trẻ như cỏ cà ri, tảo, nghệ. Sản phẩm không chỉ giúp kích thích sự thèm ăn ở bé mà còn chứa cả vitamin C và vitamin B12, giúp hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn tốt cho tiêu hóa và giảm mệt mỏi hiệu quả. Loại đường được sử dụng trong sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, được sản xuất tại Mexico nên sẽ có hương vị ngọt thanh, kết hợp cùng với hương vị măng xôi thơm ngon chắc chắn sẽ khiến các bé thích thú và hợp tác cùng với mẹ. Cũng nằm trong nhóm các sản phẩm bổ sung vitamin của Pedia Kids, siro tổng hợp 22 loại vitamin dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi của hãng cũng rất được quan tâm. Với chiết xuất 100% từ tự nhiên, gần giống với siro ăn ngon như siro cây thùa, sợi keo, rau củ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, cung cấp cho trẻ những dưỡng chất cần thiết trong quá trình phát triển. Bên cạnh đó, loại siro này còn rất giàu các nhóm vitamin khác nhau như vitamin A, B, C, D, E, giúp não bộ của bé phát triển khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các bệnh ốm vặt. Siro vitamin tổng hợp của Pedia Kids còn chứa prebiotic và chất xơ có nguồn gốc từ thiên nhiên, không chỉ có tác dụng giúp tái tạo cân bằng hệ vi khuẩn có lợi ở ruột mà còn làm tăng khả năng hấp thu, thẩm thấu các loại vitamin và các yếu tố vi lượng. Sản phẩm với hương vị cam và mơ thơm ngon, thích hợp ngay cả đối với những bé ít tuổi và hay sợ mùi thuốc, luôn bắt hợp tác với mẹ khi muốn cho con sử dụng. Đối với sản phẩm này thì các mẹ nên lưu ý là không nên cho con sử dụng vào buổi tối nhé.
Sản phẩm tiếp theo trong danh sách bổ sung vitamin nổi bật của hãng đó chính là siro bổ sung sắt và vitamin B, được nghiên cứu và phát triển nhằm cung cấp dinh dưỡng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, giúp con phát triển và tăng trưởng tốt trong giai đoạn bắt đầu ăn dặm. Sản phẩm có chiết xuất từ cà rốt và nhiều loại rau củ, chứa 14mg sắt giúp vận chuyển oxy dễ dàng đi vào khắp cơ thể và não bộ. Các nhóm vitamin B có trong sản phẩm không chỉ hỗ trợ phát triển trí não, làm tăng khả năng miễn dịch và cảm giác thèm ăn, mà còn giúp cơ thể bé chuyển hóa protein và chất béo tốt hơn. Sản phẩm siro bổ sung sắt của Pediakid có hương chuối nhẹ rất thơm ngon và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của bé. Cá nhân mình đánh giá đây là một sản phẩm với mức giá khá tốt và phù hợp với điều kiện tài chính của phần lớn gia đình có con nhỏ tại Việt Nam. Tăng sức đề kháng cũng là một vấn đề rất được nhiều bà mẹ quan tâm, nhất là vào thời điểm giao mùa. Siro tăng sức đề kháng Pediakid dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi sẽ cùng mẹ giải quyết dứt điểm những căn bệnh ốm vặt như cảm cúm, sổ mũi, từ đó dần cải thiện tình trạng hệ miễn dịch non nớt của con. Sản phẩm là sự kết hợp của nhiều thành phần tự nhiên như mật hoa cây thùa, sợi keo prebiotic, chiết xuất nhân sâm và quả sơ ri có tác dụng bồi bổ và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhóm vitamin và khoáng chất chủ đạo bao gồm đồng, mangan và vitamin C giúp sức khỏe của bé không bị tác động bởi các tác nhân xấu từ môi trường, phòng chống và làm giảm triệu chứng ốm vặt. Pediakid rất chú trọng về các nguyên liệu thảo dược bổ dưỡng và an toàn cho sức khỏe của bé, thích hợp để sử dụng cho những trẻ hay bị ốm, hay mắc các bệnh về mũi họng, trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, chậm phát triển. Siro có hương vị Việt quất cô đặc dễ uống, chắc chắn sẽ phù hợp với khẩu vị của rất nhiều bạn nhỏ. Bên cạnh sản phẩm giúp tăng sức đề kháng như mình vừa giới thiệu, Pediakid còn phát triển và sản xuất một loại siro dành riêng cho hệ hô hấp. Sản phẩm được chiết xuất từ các loại thảo dược từ thiên nhiên như cỏ xạ hương, hoa anh thảo và cây linden, giúp làm dịu và làm giảm tình trạng ngứa rát cổ họng ngay từ khi bệnh còn ở giai đoạn đầu. Thành phần từ cây cẩm quỳ, quả cơm cháy đen và gừng cũng góp phần làm ấm và thông thoáng đường hô hấp của trẻ, đặc biệt là vào mùa đông, một mùa mà vi khuẩn rất dễ sinh sôi và có khả năng gây hại cho sức khỏe của con người. Siro mũi họng của Pediakid có bao bì màu hồng rất dễ thương dành riêng cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Hương vị chanh gừng mật ong vừa hỗ trợ để làm ấm cổ họng lại vừa phù hợp với khẩu vị của khá nhiều bạn nhỏ, chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cả gia đình trong quá trình nuôi con. Chăm sóc giấc ngủ cho các bé cũng là một câu chuyện rất quan trọng nhưng chưa thực sự được nhiều bố mẹ lưu tâm. Quan niệm chỉ cần cho con ăn no sữa, bố mẹ hát ru đung đưa cho con ngủ tới thì các con sẽ có một giấc ngủ ngon là một quan niệm vô cùng sai lầm. Thực tế đã chứng minh nhiều bé dù đã được ru vào giấc ngủ rồi nhưng vẫn ngủ không sâu giấc hay bị giật mình và dễ gắt ngủ. Thấu hiểu nỗi lo đó, Pediakid đã cho ra sản phẩm siro ngủ ngon với mục tiêu chăm sóc giấc ngủ cho con ngay từ bên trong, từ đó giúp tinh thần sau khi ngủ dậy của bé được trở nên tốt hơn. Sản phẩm với công thức mềm mại và êm dịu nhẹ nhàng cùng chiết xuất từ các loại hoa như hoa cam, oải hương, cúc la mã và tế tô đất không chỉ giúp làm dịu tinh thần, hỗ trợ bé đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp cho con có một giấc ngủ sâu và tự nhiên nhất. Đây là sản phẩm hoàn hảo giúp thúc đẩy quá trình đi vào giấc ngủ của con diễn ra nhanh hơn và ngăn ngừa thức giấc về đêm đang rất được lòng các bà mẹ bỉm sữa tại thị trường nội địa. Siro ngủ ngon của Pediakid có bao bì màu tím khá giống với siro tăng sức đề kháng nhưng nhạt hơn nên các mẹ lưu ý để không mua nhầm nhé. Sản phẩm có hương vị anh đào chua ngọt dễ uống giúp các mẹ tiết kiệm thời gian khi cho con uống hơn. Sản phẩm cuối cùng của nhãn hàng Pediakid trong video ngày hôm nay là một sản phẩm giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột của con. Siro táo bón màu xanh lá có thành phần chất xơ tự nhiên chiết xuất từ thực vật và các loại trái cây tốt cho sức khỏe như atiso, quả sung, me và đại hoàng, được biết đến với khả năng hỗ trợ quá trình vận chuyển và chuyển hóa thức ăn trong cơ thể, từ đó cải thiện các tình trạng thường gặp khi đường ruột không khỏe mạnh như táo bón, chướng bụng, đầy hơi. Siro táo bón của Pediakid được khuyên dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên với hương vị táo xanh chua ngọt. Các mẹ có thể nhận thấy là đối với các sản phẩm siro mình giới thiệu ngay từ đầu video đến giờ, Pediakid luôn cố gắng thay đổi mùi vị của các loại siro thành hương vị các loại trái cây thơm ngon, hy vọng có thể giúp các ông bố bà mẹ có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn trong công cuộc dỗ dành con sử dụng thực phẩm chức năng. Đây quả thực là một nỗ lực đáng ghi nhận của hãng khi không chỉ đặt những lợi ích về sức khỏe của các con lên trên mà còn cả thời gian, công sức và tiền bạc của bố mẹ nữa. Và vừa rồi thì chúng mình đã giới thiệu với các mẹ về 9 sản phẩm thuộc nhãn hàng Pediakid đang có mặt tại hệ thống cửa hàng của chúng mình. Tuy nhiên khi sử dụng cho con các sản phẩm này cũng có một vài lưu ý nhỏ mà các mẹ cần quan tâm. Đầu tiên là liều lượng bổ sung. Trừ sản phẩm bổ sung vitamin D3 dạng nhỏ giọt đầu tiên, 8 sản phẩm bổ sung siro còn lại đều có chung một liều lượng đó là 2 lần một ngày. Đối với trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, bổ sung mỗi lần một thìa cà phê tương đương với 5ml. Trẻ từ 5 tuổi trở lên bổ sung mỗi lần 2 thìa cà phê để đạt được hiệu quả tốt nhất. Tiếp theo là cách bảo quản. Tất cả các sản phẩm siro của Pediakid
đều có nguồn gốc từ tự nhiên, không chứa các chất bảo quản gây hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ, nên sau khi mở nắp cần bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng hết trong vòng 30 ngày kể từ khi mở nắp nha các mẹ. Cuối cùng, tất cả các sản phẩm mình vừa giới thiệu đều chỉ là sản phẩm hỗ trợ bổ sung, các mẹ vẫn nên cân đối cùng với bữa ăn hàng ngày của con để con không bị thừa hay thiếu chất nhé. Và video hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng là những thông tin mà chúng mình vừa cung cấp sẽ có ích cho các mẹ trong quá trình lựa chọn sản phẩm phù hợp với bé nhà mình. Các mẹ muốn Nana review nhãn hàng nào tiếp theo có thể comment ngay dưới video này nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho channel của Nana Hong. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.